Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này với những nội dung chính sau đây. Ghi nhận về nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cảnh báo về sự chủ quan của người dân dẫn đến tình trạng mất cắp tài sản tại các chợ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Không xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người nào, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tốt, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Đây là kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại thành phố Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Để có được thành quả này, trong những ngày vừa qua, công tác chốt trực, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được công an các đơn vị địa phương triển khai xuyên suốt. Một buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của tổ tuần tra 8394 phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Công tác này đã được duy trì thực hiện mỗi đêm. Tuy nhiên, vào những ngày nghỉ lễ thì công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các khu dân cư lại càng được chú trọng. Đặc biệt là các vào dịp lễ này thì bà con ở khu dân cư là sẽ đi du lịch với gia đình, thì tổ tuần tra cũng đã tăng cường công tác tuần tra để nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản trong các dịp lễ Tết. Mặc dù trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa xã hội và lượng khách du lịch đến tăng cao, gây áp lực lớn đến giao thông thành phố. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các quận huyện đã duy trì lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát điều hòa, nên đảm bảo giao thông được thông suốt an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các cái kế hoạch về chuyên đề như ví dụ như là nồng độ cồn, xử lý về tốc độ hay là mũ bảo hiểm. Qua đó thì nó có thể là giảm thiểu cái người vi phạm cũng như là tai nạn giao thông xảy ra trong 3 ngày lễ. Từ đây đến cuối năm tại thành phố Đà Nẵng sẽ còn diễn ra nhiều hoạt động sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của cả nước. Toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục vào cuộc với quyết tâm cao, kiên quyết giảm đến mức thấp nhất hoạt động của các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng mục tiêu Đà Nẵng, thành phố bốn an. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy trong tuổi trẻ công an thành phố. Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 9, gần 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn của công an thành phố đã nghe báo cáo viên thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên cả nước và tại thành phố Đà Nẵng. Qua đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống ma túy, ý thức trách nhiệm trong phòng tránh, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân. Ngày 5 tháng 9, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Đà Nẵng cùng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đã đến động viên hỗ trợ 500kg gạo cho trẻ em làng Hy vọng, đóng tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm chia sẻ những khó khăn của trung tâm, nơi cứu mang những trẻ em bất hạnh, tạo điều kiện cho các em vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua. Sáng ngày 6 tháng 9, lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15C20106 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên tiến hành kiểm tra. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện một khoang hàng hóa được ngụy trang cẩn thận. Bên trong có 100 bao tải chứa 50.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 3 số 5, Gold và Madazine. Ông Phạm Quốc Hòa, 42 tuổi, trú quận Thanh Khê, là người điều khiển phương tiện, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Tài xế cho biết chở thuê số hàng này từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền công là 1 triệu 500.000 đồng. Hiện Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành tạm giữ số thuốc lá nói trên. Ngày 1 tháng 9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt 30 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Dương Thế Trọng Hiếu,
trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ về hành vi sử dụng hóa chất không có trong danh mục cho phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Phòng Cảnh sát Môi trường cũng đã phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Hiếu đang sử dụng hóa chất nói trên để giúp cho giá đỗ phát triển nhanh, tăng sản lượng và trắng đẹp hơn. Lúc 11 giờ đêm ngày 6 tháng 9, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Trật tự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 3 đối tượng gồm Ngô Văn Trung, 21 tuổi, trú phường An Hải Bắc, Nguyễn Trung Kiên, 27 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông và Trần Văn Hạnh, 18 tuổi, trú phường Thọ Quang đều thuộc quận Sơn Trà có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra nhanh phương tiện là xe máy của cả 3 đối tượng, lực lượng cảnh sát 113 phát hiện trong cốp có một con dao bấm, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết đều đã nghỉ học và thường xuyên rủ nhóm bạn tụ tập sử dụng ma túy đá. Ngày 6 tháng 9, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 30 tuổi, trú quận Sơn Trà để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 19 tháng 8, Hiếu phát hiện người dân sơ hở cắm chìa khóa trên xe máy để ở nhà xe chung cư, nên y đã lấy trộm và mang đi cầm cố. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Hiếu còn thừa nhận trước đó đã đột nhập vào nhà một người dân ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu trộm cắp tài sản. Sáng ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Hoàng, 31 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận, mức án tử hình về hành vi giết người và hiếp dâm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, chiều ngày 11 tháng 1, vì mâu thuẫn với vợ nên bị cáo Hoàng tức giận, cầm dao đến nhà chị vợ là Trần Thị Mỹ Dung để dọa vợ. Do quá nóng giận và không làm chủ được bản thân nên Hoàng đã xông vào nhà đâm chị Dung khiến chị này chết tại chỗ. Vợ của bị cáo may mắn chạy thoát thân được. Sau đó Hoàng tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm với thi thể của chị Dung. Chiều ngày 7 tháng 9, tài xế Trần Văn Phúc, 40 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, điều khiển xe tải ben biển kiểm soát 43C-14481 đang lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn ra ngã tư Trường Chinh thì bất ngờ va chạm với xe đạp điện do em Lê Thị Hồng Ánh, 14 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ điều khiển. Hậu quả, em Ánh tử vong tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều cảnh báo, tuy nhiên thời gian qua, tình trạng trộm cắp tại các chợ dưới hình thức là móc cốp xe máy vẫn diễn ra rất phổ biến. Theo các cơ quan chức năng, để xảy ra tình trạng này là do sự chủ quan của người dân, cùng với đó là ý thức chấp hành nội quy tại các nơi công cộng chưa cao. 9 giờ sáng tại chợ Hòa Cường, quận Hải Châu, rất nhiều xe máy của các người đi chợ đậu đỗ ngổn ngang tại các lòng lề đường, bất chấp quy định của chợ. Tình trạng này chỉ được giải quyết khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. Tuy đã có 2 bãi giữ xe và để rất là rộng, nhưng tôi không hiểu vì sao người dân có thể là do là muốn tiện lợi cho công việc của mình, muốn nhanh nhẹn hoặc một vì một cái lý do gì đó có lợi cho người ta hoặc là do ý thức của người ta. Cũng tại khu vực này, cách đây không lâu, một vụ trộm cắp tài sản dưới hình thức móc trộm cốp xe máy đã xảy ra. Đối tượng lợi dụng sự chủ quan của người bị hại để xe không đúng nơi quy định, không có người trông coi, đã móc cốp xe máy, lấy trộm một điện thoại cùng tiền mặt với tổng giá trị hơn 13 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Công an phường Hòa Cường Bắc phối hợp với lực lượng bảo vệ chợ Hòa Cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh. Cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Vũ Thị Hoài, 56 tuổi. Nữ đối tượng khai nhận thường xuyên cải trang thành người đi chợ, tìm đến các xe để ngoài vỉa hè sẽ cậy cốp hoặc xem ai sơ hở quên đóng cốp trộm cắp tài sản. Đây cũng là đối tượng thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự tại các chợ khác. Phối hợp với lại các ban quản lý chợ thì đã nhiều lần là ra quân tuyên truyền và vừa xử lý, nhưng mà bà con nhân dân chúng ta là một số là vẫn còn thờ ơ, thiếu cảnh giác trong việc quản lý tài sản của mình. Việc không chấp hành các quy định đậu đỗ xe máy tại các khu vực công cộng đã kéo theo đó là những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự. Đã đến lúc người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì việc cần nghĩ tới đầu tiên đó là chấp hành tốt quy định tại những nơi công cộng. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 8 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Lê Văn Hào, 35 tuổi và Nguyễn Khắc Lương, 32 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức môi giới đất đai.
Thủ đoạn của Lương và Hào là thông qua các trang mạng xã hội để rao bán các lô đất ảo ở các dự án mới triển khai xây dựng. Quá trình tiếp xúc với khách hàng, cả hai giới thiệu mình là nhân viên bất động sản của các công ty nổi tiếng, được giao nhiệm vụ môi giới bán đất và cung cấp tờ bản đồ dự án để chứng minh tính pháp lý. Khi bị hại đã đồng ý mua, Hào và Lương đặt vấn đề lập hợp đồng đặt cọc và nhận tiền. Từ vụ việc nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác trong việc mua bán đất đai. Khi tiến hành giao dịch, khách hàng phải tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc đất, trực tiếp liên hệ với đơn vị có thẩm quyền. Hiện cả hai vụ việc do Lương và Hào gây ra đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng thụ lý điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yêu cầu những ai là bị hại khẩn trương liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ở địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, số điện thoại 0694260254 để được giải quyết. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các bạn và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.